Ngộ độc chết người vì ăn sầu riêng rồi uống coca Tin đồn ngộ độc do ăn sầu riêng và uống coca là nguyên nhân cái chết của hai bố con đi du lịch Thái Lan được xác định là không có cơ sở hay căn cứ khoa học. Liên quan đến vụ hai cha con anh Ngô Đức Tuấn, nhân viên công ty thương mại FPT, FPT Charing đã tử vong khi đi du lịch Thái Lan dịp nghỉ lễ mùng 1 tháng 5 vừa qua, cảnh sát Pattaya, Thái Lan cho biết. Hiện chưa thể nói nguyên nhân chết có phải do ngộ độc thực phẩm hay không, nhưng trên các trang mạng xã hội đã lan truyền rất nhanh thông tin nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai cha con là do ăn sầu riêng và uống Coca gây hoang mang cho dư luận. Trước thông tin ăn sầu riêng và uống Coca sẽ tử vong như bị rắn hổ man cắn, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Kim Sơn, giám đốc trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai khẳng định thông tin này là hoàn toàn bị đạt trang mạng nào đưa thông tin này là chưa chính xác vì họ không phải là cơ quan chuyên môn nên không có quyền phát ngôn khi chưa có căn cứ cụ thể thì không thể đưa ra kết luận như vậy chúng ta chỉ tin điều đó là sự thật khi có thông tin chính thống từ bộ y tế việt nam hoặc bộ y tế thái lan hiện tại chưa có nghiên cứu nào về vấn đề này nên chưa có phát ngôn của bộ y tế Hiện nguyên nhân cái chết của hai bố con anh Ngô Đức Tuấn đang chờ kết quả điều tra của các cơ quan chức năng Thái Lan, nhưng theo bác sĩ Sơn có khả năng hai bố con bị nôn do ngộ độc thức ăn dẫn đến rối loạn nước điện giải, trong đó mất kali sẽ gây co giật. Theo bác sĩ Sơn trong đoàn, không chỉ có riêng bố con anh Tuấn ăn sầu riêng uống coca nên việc nói nguyên nhân cái chết của bố con anh Tuấn là do uống coca sau khi ăn sầu riêng là không có căn cứ. Tuy nhiên, theo ghi nhận trên báo Một Thế Giới, có một số trường hợp, một số thực phẩm cần lưu ý không nên ăn cùng sầu riêng, theo đó không nên ăn sầu riêng cùng lúc với các thức uống như cà phê hoặc các loại bia, rượu, cơm rượu, sữa, vì sẽ xuất hiện những rối loạn tiêu hóa như đầy hơi buồn nôn và hơi thở bị nặng mùi, cơ thể mệt mỏi, khó chịu. Ở những người bị cao huyết áp, có thể bị tình trạng nhức đầu, tim đập mạnh, nôn mửa, nặng hơn có thể bị đột quỵ, xuất huyết. Nguyên nhân là do trong cơm sầu riêng chứa một lượng lớn chất dầu có nồng độ lưu hình khá cao, gây ức chế hoạt động của men aldehyde anhydrogenase dẫn đến 70% chất oxy hóa, antioxidant trong tế bào không được chuyển hóa, gây ra tình trạng tích lũy acetaldehyde của rượu trong cơ thể làm giảm khả năng thải trừ chất độc và từ đó gây độc cho cơ thể nếu chế biến sầu riêng làm món ăn thì nên tránh sử dụng chung với các gia vị cay nóng như tiêu ớt gừng tỏi vì chúng sẽ làm giảm hương vị của sầu riêng lại kết hợp với tính nóng của sầu riêng gây ra tình trạng nóng mất dứt khó chịu trong người